Ta đà. Đồ gì nữa anh em? Ừ. Màu tím luôn nhật nhật. Có này có mà. Đây là cùm Uma V4 OB3 à, chính hãng anh em. Về nữa được như cặp vậy. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Bên đây còn hùng nữa anh em. Rồi 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 cùng Uma tàu màu đen không anh em? Mùa này hot màu đen, tàu màu đen không? Đại ca gửi gì tàu màu đen? Một cái leo gì nữa anh em? Ectanomy luôn có hàng, còn Winner, Sonic, G, Rider thì hết nha anh em. Lấy ngoài em, lấy ngoài để đất đi. Lấy ngoài để đất đi. Rồi lấy ngoài đây. Winner, Sonic thì hết nha. Hết hàng rồi, Ectanomy vẫn còn. Vẫn còn cứu chữa được anh em. Winner, Sonic thì hết. Lọc gió Uma. Đấy, cái này gắn họng 32 anh em. Đó, này gắn cho họng 32 lên bô sần lửa là ok. Con dê luôn, tuyệt vời mặt trời luôn. Này lọc gió phím cho E50. Đó. Lọc gió phím E50. Lọc gió phím E50. Lọc gió phím E50. Mình bị fan Uma anh em. Ừ, mà đại lý Uma mà không lấy ba này về mà không chửi chết luôn. Rồi E50 là về nữa. Bán không biết được nhiêu mà cái đồ cứ về hoài. Đây, cái lọc gió phím Uma nó vậy nè anh em. Đó, anh em nào chưa biết thì nó là như vậy. Đấy, thấy chưa? Đó, như vậy đó. Rất là xịn sò. Gắn vô xe zin là chạy ok con dê luôn. Mấy cái này mình có đăng Shopee hết trơn rồi anh em. Mua hàng cứ bấm vào phần mô tả. Đó, còn đây là lọc gió cho hồng 32. Đó. Đây. 38mm. Để lấy nét coi. Rồi 38mm nha. Efiter Pro bánh ú. Mình rất ư là thích cái này. Đã lắm. Hôm nay con gì ra. Móc khóa đô Pro. Bơi được mấy cái anh em? Đó ha. Móc khóa đô Pro bơi được mấy cái à? Chán ghê. Tem Yoshimura nhôm nhắn bô. À. Tem Yoshimura nhôm nhắn bô. Bao chơi mùa Tết rồi luôn. Này lâu 50-60 cái gì á. Ago Pro còn cái đã đỏ nữa nè. Con này tao nhập. Móc khóa titan. Mấy trăm cái á, không biết nữa. Này gì đây? Bình dầu khói anh em. À. Cái này bán mua về nhiêu ta? Quên rồi. Cái này bán mua về là 80.000 nha anh em. Đó. 80.000. Anh chơi rồi hộ chi. Tôi nhỏ yếu sinh lý anh luôn á. Cái này nhiêu cái? Cái này 220 nha anh em. Đó, này 220. Có gì khác với cái kia không? Ok. Ủa. Khoan, 220 220 cái kia chứ. 220 cái này nha anh em. À, 220 là cái đó nha anh em. Cái này 220 là bậy rồi. Lộn. Sorry. 220k là cái này. Đó, lọc gió phím. Đó. Còn cái này là 80.000 cái nha anh em. Lên Shopee mua lẻ đi, chuẩn ngay hết nha anh em. Cầm review anh này quay. 80.000. Bình dầu khói. Siêu đẹp luôn anh em. À. Ai biết, gắn đi. Tính tiền nãy giờ gắn gì? Tính tiền đi. Nắp gửi tiền công nữa. Đây, nắp Rambo khói nha anh em, mở cái nắp ra. Này 80.000 nha anh em, lên Shopee mua lẻ đi. Đó, mình sẽ đăng cái này lên Shopee đủ màu luôn anh em, 80.000 cái. Đó. Bình dầu khói gắn vào chỗ này nè anh em. Đó. Siêu đẹp luôn anh em. Mà đang xài bình Epson. Tại mình không hết bình Rambo. Đó. Rồi còn màu khác nữa. Nắp ra, còn màu khác nữa. Nhiều lắm. Nè đỏ nè anh em. Sắc cầu vồng. Đó, đỏ đây nó bình đỏ đây. Đó. Bên đỏ rất là đẹp anh em. Cái này mà 80.000 cái thì là quá rẻ rồi nha anh em. Đúng cho cái nắp đen à. Đó, 80.000 cái là quá đẹp rồi nha anh em. À, nhìn là như quá tài xịn sò, chỉ 80.000 thôi nha anh em, lẹ lên nha anh em. Đó. Nè xanh. Cái đẹp quá sao coi vậy cơ. Tím. Màu đen hay gì này, đen nè, màu này xanh. Có đen không? Đen không? Có đen, xanh nó ít là xanh á. À. Ít xanh á. Đó, bơi ra đi lấy ngoài, đổ ngoài rồi sắp vào treo lên nè. Một ba luôn em.
đầu về nè bố xe buýt nha anh em. Cho bố xe buýt một chút mình mở ra coi. Ngã xe dựng nhông đứng lên, dựng nhông đứng lên. Đây là đen nè, đây là bình đen nha anh em. Đó, bình màu đen đấy, bình màu đen quá trời đẹp luôn. 80.000 cái nha anh em, nhắc lại 80.000 nè để anh em hỏi nhiêu tiền ba anh có bán không, có ship không, hoài lên Shopee mua nha. Màu bạc nữa nè, có màu bạc luôn nha anh em. Đó, màu bạc nhìn tỷ quá trời đẹp luôn em. 80.000 cái rồi chứ nít cũng có tiền mua nữa, để bạc này mua này trời. Không siêu đâu, rẻ luôn nha anh em. Đồ chất lượng nha, đừng nói rẻ mà không có chất lượng, rẻ mà chất lượng nha anh em. Mua về để cửa vô hút hơn. Đâu, đây cái bill nè. À. Cầm cái bill gì kìa. Dựng lên, dựng đứng lên đó. Anh em thấy không? Đấy, rất là đẹp, 80.000 nha anh em. Anh em lên Shopee của Bình thì cho anh mua nha. Đấy, cái bình này màu đen nè. Đó, xanh nè. Có vàng nữa, vàng nè, bình vàng nè. Bình màu vàng nha anh em. Đây, mở lấy bình màu vàng nha anh trai. Thổi khói vô em không? À, rồi, nắp vàng nữa nè. Nè, nắp vàng nè, đó. Đó, đẹp quá trời luôn nha em, 80.000 anh em mua hàng lẹ nha. Thần kinh luôn á. Đó, 80.000 anh em, trời ơi. Mình lấy cái màu là lấy ngẫu nhiên luôn á. Vàng, đỏ, đen. Bờ lắc nè, bờ là bờ lắc á. Chứ là cái này là có xanh, đỏ, vàng, đen, bạc. Ồ, bạc á, bờ là bạc. À, đờ là đen, đúng rồi. Anh tính tiếng Anh. Tiếng Anh tiếng ơ, đồ móc là mấy trăm cái luôn anh em. Món này có bán Shopee luôn, em mua hàng thoải mái nha. Đó. Cái này là chụp cốc km. Rồi, cái màu tím mộng mơ của mình luôn. Đó. Cái này mà anh em mua mà gắn mâm RCB là 200.000 bộ. Còn mà bình thường vậy thì chỉ có 120 thôi. Đó. Rồi xong cái đống này. Còn gì nữa không? Rồi, đống này. Đây có như đây thôi hả? Rồi sắp là treo lên nha. Đấy, anh em muốn mua hàng cứ lên Shopee nha anh em. Cái này hồi để cho thùng cái treo đi nhiều quá. Cái này treo chứ ngày nào cũng bóc nó trơn á, để thùng mệt lắm. Cái này để thùng bóc ngon hơn á. Này biết. Để thùng nó gọn hơn. Nè bô xe buýt nha anh em. Bóc cái bô xe buýt ra, cây tháo ra rồi review rồi treo mấy tường luôn, tại vừa bán hết luôn. Cái bóc có khỏi treo lên nữa đi. Treo vài cái nữa. Cái bát. Bát tôi review với bát tôi. Bát đẹp không anh em? Bô xe buýt. Như cái đống. Nè, bô gách leo nha anh em. Cô gách leo xe buýt nha. Đó. Đó ra tù. Cả đời mấy ra cái. Đấy. Cái quần ra. Coi được cái áo thì có cái quần, cả quần. Nè cái lưng quần nè, bứt luôn nè. Bứt vô mặt nè. Cứng quá. Chim còn dinh luôn. Anh em mà muốn biết bô của anh Thịnh hay không thì cái đằng sau đây. Nè bô xăng lửa 38 ha. Cái này là anh em chạy bô xăng lửa á. Là chạy bô này, bô chạy dinh chạy cái này luôn nha. À, bô này của Hình Gòi Giáp nha anh em. Đấy, gách leo. Tiêu luôn à. Tiêu đẹp đã ngồi nè. Cái này có review nhiều lần rồi. Đây, gách leo đây anh em thấy chữ không? Đó. À, trái nắng không thấy luôn. Tới cái lỗ nè. À, cái tiêu nè, tặng cái tiêu nhôm luôn nha anh em. À, anh em muốn lỗ bự hay lỗ nhỏ hơn thì tùy anh em nha. Đấy. Má có tiêu luôn mà. Cái này là mình đã review nhiều rồi nên mình chỉ cho anh em coi cái mẫu mã sơ thôi. Rồi cái này gắn lên mấy tường đi Quy. Gắn vô cái lõm đó đó, cái lõm chống chống đó. Hôm qua mới bán cây cuối cùng á. Đấy. Trời gì nữa ta, đồ chơi về hết rồi. Được. Rồi. Bao tay domino nha anh em. Bao tay domino ba sọc. Đấy. Rất là đẹp luôn. Cái này mình cố bán lên Shopee luôn. Anh em muốn mua hàng hãy lên đó. Mình vô đây mình review cho nó đỡ chát. À. Bao tay của mình là hàng loại 1 anh em. Rất là đẹp. Nó giống như zin 99% luôn. Ngày mai mình sẽ, thật là tối nay mình sẽ làm cái clip riêng để review và bao tay domino reel và phay cho anh em xem. Anh em nhớ đón xem ha. Còn đây là thằng phay. Cầm lên đi Quyên, mình anh quay thấy cái chốc không có đẹp. Đó, cầm dở lên. Đó. Đây là cái bao tay rất là mềm nha anh em. Đấy, rất là mềm. À, màu đỏ thì cũng tương tự luôn. Đó, đem màu xanh. Có màu xanh với màu đỏ nha anh em. Gắn xe nào cũng được anh em nha. Nghe rõ nha, nghe rõ nha. Gắn xe nào cũng được luôn. Đó, xe nào cũng gắn được luôn. Xe lôi cũng được luôn nha anh em. Xe lôi, xe đạp điện, xe máy, xe xúc, xe cẩu gì cũng gắn được luôn nha anh em. Xe cẩu gắn. Ừ, đấy. Bao tay. Đấy, cái lỗ bự là gắn bên tay ga. Lỗ nhỏ là gắn bên tay thắng nha anh em. Ở tay côn á. Đối với xe có tay côn á. Đó, bỏ hộp lại. Rồi, gắn chân cá sấu. Đó. Rất là đẹp. Tem này review rồi. Còn gì nữa không? Tem nổi. Cái này đẹp
Đang nổi này hết không, hết ẹt rồi, còn xí rút không à. Rồi hết rồi anh em. Mệt quá, gặp tụi này ra sỏ thành phá vô đây này. Rồi tổng cộng là hết hàng rồi nha anh em, đầy đủ rồi nha. Phụ cách leo, thì cái phụ cách leo nó như vậy. Thấy chưa? Đấy. Cái phụ cách leo nó như vậy nè anh em. Đó anh em thấy không? Đấy, phụ cách leo nó vậy đó. Nếu anh em thấy hay thì bấm cho mình một like và subscribe đồng hồ kênh. Mình chỉ chia sẻ những video mới nhất cho anh em xem ha. Vậy nha. Đó, cái phụ cách leo là nó vậy đó. Mình bán cây màu xanh. Đó, cây này cho nó vui nha anh em. Rồi, hết rồi.